Kênh YouTube bác sĩ Cây Nhân Thuận xin chào tất cả các anh chị. Thì hôm nay em sẽ tiếp tục quay video chia sẻ cho các anh chị về việc nên bấm cành nho là cành xanh hay cành gỗ, và mình sẽ thời điểm nào mình sẽ bấm cành háo gỗ và thời điểm nào mình sẽ bấm cành xanh cho hợp lý. Thì đây là cũng là một đề tài rất là thú vị, cũng rất là được nhiều anh chị rất quan tâm. Thì trước đó thì em với ba em á là đã chia sẻ cho các anh chị rồi, thì hôm nay thì em cũng muốn chia sẻ thêm cho thật kỹ hơn để cho các anh chị thì có một cái nhìn thật là chi tiết hơn về việc bấm cành nho, nên bấm cành nho háo gỗ hay là nên bấm cành nho vẫn còn xanh cứng nha các anh chị. Thì hiện tại thì vườn nho em đang quay là cái vườn nho 126, và hiện tại là em bấm đều là cành háo gỗ đó. Và hiện tại thì bông đang ra nè các anh chị đó. Thì cũng may là hiện tại là thời tiết ở Ninh Thuận em rất là tốt, nhiệt độ dao động từ 30 đến 33-34 độ C, nên cái lượng bông ra rất là đẹp. Và hiện tại là hầu như những cành nho và những đối với nho 16 thì các anh chị không còn xa lạ gì nữa rồi, bông rất là đẹp, trung bình thì một cành ra 2-3 mục, và mỗi mục thì ra tại nhất từ 2 đến 3 bông đó. Và hiện tại đây là cành háo gỗ vào mùa nóng đó, thì farm em bấm này các anh chị xem qua nhé đó. Rồi sau đó thì em sẽ giải thích và chia sẻ cho các anh chị biết thêm về kinh nghiệm mình bấm cành xanh hay cành háo gỗ nó sẽ hợp lý đó. Đây rất là đẹp nha các anh chị. Ninh Thuận á là một vùng đất rất là khô nóng, và cũng vì điều kiện khô nóng đó mà rất là thích hợp cho việc cây nho phát triển tốt. Ninh Thuận em á thì trong vòng 12 tháng á, thì trung bình giờ nắng á, thì chiếm cũng được hơn 10 tháng rồi đó, chỉ còn 2 tháng là mưa thôi đó. Nên là việc chăm sóc cây nho và canh thời vụ để cây nho có trong quanh năm thì rất là dễ dàng đối với nông dân ở Ninh Thuận em. Đây, các anh chị cùng xem nhé, đều là nho bấm gỗ 100% và bông rất là đẹp, rất là to. Nho thì được phan em mới bấm được trung bình cỡ đây thì tầm gần 20 ngày thôi, bông rất là đẹp. Và tiếp theo em sẽ dẫn cho các anh chị qua cái vườn tiếp theo là cái vườn nho Hạ Đen. Cái vườn này thì mới được farm em thu hoạch xong và cũng đang bấm gỗ này, và cái lượng bông này các anh chị xem rất là đẹp đó. Đó đây các anh chị xem, bông rất là to khỏe nha. Nên là hiện tại thì đối với vườn nho Hạ Đen á thì farm em đang lên kế hoạch đó là một năm sẽ ăn được 2 vụ rưỡi, là tính tổng là 2 năm sẽ được 5 vụ đó. Là dòng nho mà có cái vụ nho nhiều nhất đối với tương đương với nho đỏ. Nho đỏ thì một năm cũng 2 vụ rưỡi và 2 năm là 5 vụ đó. Rồi, các anh chị cùng xem đó. Và đây cũng là nho mình bấm, em pha em bấm cành gỗ đó, nhìn tỷ lệ bông rất là cao, trên 90%. Dù farm em mới thu hoạch xong được 1 tháng và đang chố định vào chế độ đặc biệt và hiện tại thì bấm cành rồi, thì còn chế độ phân bón này hay là thuốc như thế nào thì đã được farm em chia sẻ rất kỹ rồi, các anh chị cứ xem lại những video trước đó là các anh chị sẽ nắm chắc thôi. Đó đây này, bông rất là đẹp đó. Vụ này thì báo hiệu là chắc chắn là một vụ thành công nữa farm em, bởi vì farm em mà nắm quy trình rất là chuẩn rồi, nên đối với tất cả các giống nho thì không làm khó gì đến với farm em. Đôi lúc thì mình sợ là sợ thời tiết thôi, thời tiết đôi lúc khắc nghiệt quá, thì hiện tại là tương lai là càng ngày thời tiết nó càng khắc nghiệt rồi, nên là mình phải chiến đấu hết sức thôi, không có tự tin tự mãn và chủ quan. Là farm em luôn tinh thần là cứ trên tinh thần là chiến đấu mỗi lúc mỗi nơi đó. Và tiếp theo thì em sẽ dẫn cho các anh chị xuống một cái vườn nho nữa, và vườn này thì được farm em bấm cành còn xanh cứng. Mời các anh chị cùng đi theo em nhé. Và tỷ lệ hai vườn em mới quay á thì năng suất rất là cao, năng suất bông giống 16 và giống Hạ Đen.
Và tiếp theo là vườn ở dưới đây. Đây, mời các anh chị cùng xem nhé. Vườn này thì đã được farm em bấm được như đây là bấm cũng được 22 đến 25 ngày rồi này. Đó, và các anh chị xem nè, cành này, xanh này. Đó. Đây. Đây, cành xanh. Đó. Và các anh chị xem tỷ lệ bông nhé. Hai bông. Wow, hai bông. Tỷ lệ rất cao. Một cây nho mà trung bình em đếm là có thể trên 50 chùm. Đó. Và hiện tại đây là cành cấp 3 rồi. Đó. Nên là cái lượng bông cũng rất là tốt. Và đây tất cả đều được farm em bấm cành xanh nhé. Đó. Sau khi mà em quay video này xong thì đảm bảo là nhiều sẽ giúp ích cho rất là nhiều các anh chị đang phân vân là không biết mình khi nào bấm cành xanh mà khi nào bấm cành gỗ. Đó. Đây, các anh chị xem. Đó. Đó. Thì sau 3 vàng mà 3 giống nho mà đã được em quay thì hai vườn nho là nho đã hó gỗ và em bấm gỗ. Và cái vườn này á là cái vườn nho mà cành còn xanh nè, các anh chị sẽ xem. Đó, còn xanh luôn nha, xanh cứng rồi. Đó, mà tỷ lệ ra bông này rất là cao. Đó. Thì vậy thì em không đỡ các anh chị chờ lâu nữa thì em sẽ bắt đầu chia sẻ thêm về cái vấn đề mà nho nên bấm cành hó gỗ hay là bấm cành xanh. Đó. Thì trước tiên là em sẽ nói về cái vườn nho này là cái vườn nho cũng là một giống mới này và đã đang được farm em theo dõi. Đó. Và thường đây là vườn nho farm em bấm cành cấp 3 và cho quả lứa đầu tiên. Đó. Nên đối với trường hợp mà nho mình chưa ăn quả lần nào á thì mình được quyền mình bấm cành cành xanh. Đó, đối với tất cả các giống nho luôn. Nho hạ đen, nho 126, nho đỏ, nho xanh và những nho giống mới hiện tại thì đa farm em đều áp dụng nguyên tắc là nho chưa ăn quả thì mình được quyền bấm cành xanh, chỉ cần xanh cứng là được rồi. Đó, xanh cứng là mình bấm vào cái thời tiết thuận lợi nữa thì đảm bảo nho cho bông không có khác gì với những cái vườn nho mà đã chạy gỗ như các anh chị đang thấy này. Đó, tất cả đều cành xanh này. Đó, xanh ươm luôn. Đó, cứng trung bình đó, là thường mà nho mà chưa ăn quả mà farm em bấm á, thì canh chủ yếu mình nuôi cành tính từ thời điểm bấm cành cấp 2 này hay bấm cành cấp 1 á, mà mình muốn để quả thì tính từ thời điểm đó mình canh ví dụ cành cấp 2 các anh chị bấm tháng 1 thì chỉ cần nuôi cho tới tháng 4 là được 3 tháng đó là mình có thể bấm những cành cấp 2 đó thành cành cấp 3 rồi. Đó là cái cành nó chỉ cần độ cứng thôi, vừa phải thôi. Đó, không cần phải hó gỗ, chờ hó gỗ lâu lắm. Bởi vì vườn nho mà chưa ăn quả thì nó cực kỳ là lâu hó gỗ. Đó. Đây là đặc tính của cây nho rồi. Nên là em không có giải thích gì nhiều. Thì các anh chị làm á thì sẽ theo dõi biết thôi. À, đối với những vườn nho mà đã ăn quả rồi á thì chắc chắn rằng một điều á là khi quả nho mà chín á thì những cành nho nó đã hó gỗ rồi. Đó, thì bắt buộc là mình phải bấm gỗ thôi. Còn nho đây là hiện tại là nho farm em mới ăn quả lứa đầu tiên. Đó, nên mà mình chờ nho mà đã hó gỗ như vậy á thì rất là lâu, có thể từ 5 đến 6 tháng mà như vậy thì cũng không hiệu quả lắm. Đó, nên là em chia sẻ và rút ngắn cho các anh chị á, đối với nho mà chưa ăn quả lần nào á hay là nho mà khi mình đã thu hoạch quả rồi nhưng mà mình bấm cái vụ tiếp theo bị bể á là không có quả thì mình có được quyền bấm cành xanh. Đó, đây đó. Xanh thì mình nuôi cứng thôi, trung bình từ 3 tháng 3 tháng rưỡi là đảm bảo gặp thời tiết thuận lợi như ở farm em bấm này, ra bông rất là cao nhá, nho đang trổ nhị nè. Đó, không khác gì nho bấm cành gỗ. Đó, thì đảm bảo nho cho năng suất cao và tiết kiệm thời gian của mình. Chớ nhiều anh chị không biết là cứ xem, và toàn đa số là nhiều anh chị kênh khác là đều chia sẻ là bấm cành tháo gỗ thì chờ hoài chờ tới 5-6 tháng luôn mà nho nó không mà hó gỗ đều hết thì lại mất công. Và chú ý thêm á là nho mà mình bán còn xanh á thì mình phải để lá nha các chị, mấy cái chân lá mình phải để này. Đó, thì farm em
Đỡ rồi, là trung bình là nho nó nở ra tầm khoảng 20 ngày á, được hơn gan rồi á, hay là 22, 25 ngày, thì lúc đó thì farm em mới lặt này, mới vặt lá, thì lúc này thì những cái mầm nho ngô này, nho nó đã nứt ra rồi, nó đã có lá thì quang hộp rồi. Chứ mình để ở đây là lá già nó cũng bị cháy và nó bị rụng thôi, xấu vườn nho của mình và nó dễ gây cái mầm bệnh đó. Thì đó em lưu ý cho các anh chị biết để mình chăm sóc cho hiệu quả đó, mời các anh chị xem lại nhé. Đó, và tiếp theo thì em mời các anh chị lên lại cái vườn nho Hà Đen của em, và em tiếp tục chia sẻ về cái vấn đề mà bấm cành gỗ và cho bông ở tất cả các thời điểm trong năm luôn đó. Chỉ cần mình xem cái nho của mình á, nho đôi lúc là nhiều anh chị có thể thấy trồng từ tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, nên là mình không có cần phải xác định là đúng tháng nào là mình bấm gỗ, đúng tháng nào là mình bấm cành xanh cả đó. Thì quan trọng là cái thời điểm mình trồng khi nào, và cái thời điểm dàn cành nho của mình, nho đang mang quả hay là nho đang tạo cành, thì để mà hợp lý thôi đó. Đây các anh chị xem tất cả những cành nho ở trên vườn nho Hạ Đen này đã được farm em ăn lưới này, lưới thứ tư này đó, trong vòng 2 năm mà ăn đã được lưới thứ tư rồi đó. Và từ năm thứ hai trở đi đó, thì năng suất của vườn nho sẽ cho hiệu quả cao nhất. Đây này, gốc này trung bình 2 năm thì cỡ đây rồi, cỡ ngón chân cái rồi đó. Và đây các anh chị xem tất cả đều là nho bấm cành gỗ. Tại thường vụ trước thì farm em đã ăn quả rồi, mà nguyên tắc mà bấm cành đó thì mình phải chờ quả chín xong mình thu hoạch hết và mình dưỡng cành trong vòng khoảng 1 tháng đến 2 tháng, tùy vào cái sức khỏe của cái dàn cành và tùy theo cái thời tiết hợp lý mà để mình bấm cành cho hợp lý đó. Thì đây farm em giữ nguyên tắc là bấm cành đồng loạt, và đối với mà bấm cành nho mà cành gỗ thì bắt buộc là mình phải vặt lá hết nha các anh chị đó, farm vặt hết luôn giống như nho khô vậy đó. Rồi sau đó chừng khoảng 8 ngày đến 10 ngày thì những cái mắt ngủ phía trong này nó sẽ nứt ra, đây này đó, nó sẽ nứt ra và nó sẽ mang hoa thôi đó. Đây các anh chị xem rồi, rất đẹp. Mùa nóng mà nho mà ra Hạ Đen mà ra hoa như thế này là rất đạt yêu cầu rồi đó. Đây các anh chị xem này đó, thì farm em thì không có dùng cái thuốc bôi mầm hay là không có dùng cái lượng thuốc kích thích mầm gì hết, quan trọng là mình chế độ phân bón hợp lý và thuốc men mình phòng bệnh cho cây nho hợp lý thì mình sẽ cây nho nó sẽ hiệu quả thôi đó. Đây hai bông như bình thường nhé các anh chị đó, đây này rất là yêu cầu. Tất cả đây là đều cành tháo gỗ. Em sẽ qua lại cái vườn nho 126, mời các anh chị hãy cùng đi xem em. Thì đây nè các anh chị thấy không, cũng hóa gỗ và farm em bấm cành thì cũng vạ lá hết, thì bây giờ thì nho nó mầm này. Còn đối với cành xanh đó mà nho nó ra cỡ đây nè, mình vẫn còn để lá nha, như cái vườn cái nãy em mới quay ở phía dưới đó, đó là để lá hết, là cỡ này chưa là vạ đâu, trời nho nó phải ra đều phải 2 gang trở đi á, thì lúc đó mình sẽ vạ lá toàn bộ lá già đó, thì lúc đó thì lá nho đủ điều kiện để quang hộp rồi đó. Thì việc làm nho thì không nên cứng nhắc quá, mình cũng phải xem tình hình thực tế của vườn nho của mình mà mình sẽ tính toán cái phương án kỹ thuật chăm sóc cho nó hợp lý đó. Thì farm em đã tổng hợp tất cả những kiến thức cần thiết đối với cây nho thì đã đưa lên kênh YouTube bác sĩ cây nho Nam Thuận của em và ba em rồi đó. Thì chỉ cần mà các anh chị mà nếu mà đã có quyết tâm và đã có đam mê trồng nho thì mình xem kỹ và xem chi tiết, và nếu mà thắc mắc gì á thì có thể gọi trực tiếp đến em để em tư vấn thêm về những cái thắc mắc đó mà các anh chị chưa hiểu á, thì đảm bảo là sẽ thành công thôi, bởi vì kinh nghiệm ở farm em là làm nho đã trên 30 năm rồi, và kiến thức tổng hợp trên kênh YouTube á là tổng hợp tất cả những kiến thức trong vòng 30 năm đó. Nên các anh chị chỉ cần xem và học hỏi thôi thì sẽ có một lượng kinh nghiệm thật là dày đặc, không cần phải tốn thời gian, mình bỏ thời gian ra mà mình phải làm và thất bại và rút kinh nghiệm, thì nếu mà các anh chị xem kênh YouTube của em á thì sẽ giải quyết được bài toán đó
và giúp cho việc trồng nho của mình dễ dàng và giúp cho kinh tế nhà mình luôn ổn định. Thì vậy video của em đã kết thúc. Các anh chị mà có thắc mắc gì thì hãy liên hệ qua số điện thoại 0355493505 gặp Hồ để được tư vấn nhé. Họ comment phía dưới video thì để em xem và em sẽ trả lời cho các anh chị cùng biết và cùng hiểu rõ hơn. Vậy video của em đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo nhé.